Trận đấu bắt đầu. Đà Nẵng là đội bóng giao bóng trước. Không khí rất khó chịu. Phan Văn Đức khá hay, không được. Susi đã không thể vượt qua được Igor Zelic. Rất may là mọi thứ đã qua đi. Peter Văn Đức, vẫn là Phan Văn Đức, chân trái quá nhẹ. Rất tiếc là pha dứt điểm của Văn Đức có điểm tiếp xúc bóng không tốt. Có vẻ như mặt sân đã ảnh hưởng đến pha dứt điểm vừa rồi của Phan Văn Đức. Trong 2 phút vừa qua thì trận đấu đã trở nên sôi động hơn với những tình huống tấn công qua lại của cả hai đội. Pha ra chân của Văn Đức đã không thực sự tốt khi mà bị ảnh hưởng bởi yếu tố mặt sân. Phản công cho Sơn Lam Nghệ An. Quả bóng là Phan Văn Đức. Sose. Peter khá nhịp nhàng. Peter. Người đã lăn xả và ngăn cản cú đá vừa rồi chính là Đình Hoàng. FC Đà Nẵng vẫn đang nhỉnh hơn Sông Lam Nghệ An ở khả năng kiểm soát bóng 54% so với 46 của đội chủ nhà. Phan Văn Đức. Không phải là một pha dứt điểm. Phan Đức đã hơi cầu toàn trong pha bóng vừa rồi. Đây là một tình huống mà rất giống với tình huống Phan Văn Đức đã tạo nên một pha dứt điểm trúng xà ngang trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An ở Sài Gòn ở vòng đấu đầu tiên. Đây là một tình huống mà hoàn toàn Phan Đức có thể hơi ích kỷ một chút để dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp. Vẫn còn đủ góc sút để Phan Đức có thể tung ra một pha dứt điểm căng bằng chân trái. Nhưng số 20 lại chọn là chuyền bóng vào trong. Và rất tiếc là đường chuyền của anh đã không tìm thấy những đồng đội bên trong như Sose hay là Hồ Tuấn Tài. Phan Văn Đức rất năng nổ và tích cực. Chúng ta bắt đầu nhìn thấy một Phan Văn Đức với gần như 100% phong độ. Hy vọng rằng số 20 của Sông Lam Nghệ An sẽ duy trì được phong độ cũng như thể trạng của mình trong thời gian sắp tới. Phan Văn Đức rất khéo léo và tự tin. Hồ Tuấn Tài. Peter. Pha tạt bóng rất tệ và gần như là không có ý đồ gì cả. Ở bên ngoài thì Huy Hoàng đang nhắc các cầu thủ cố gắng tạo ra những tam giác để phối hợp với nhau. Hồ Tuấn Tài. Không được. Rất tiếc là tình huống xử lý cuối cùng của Hồ Tuấn Tài lại lỗi. Một đường chuyền rất thông minh của Phan Văn Đức xé toang hàng phòng ngự của FC Đà Nẵng. Nhưng Tuấn Tài đã có bước một hơi dài và để rồi sau đó đã không thể có được tư thế tốt nhất để có thể dứt điểm về phía góc xa. Pha xử lý cá nhân tuyệt vời của Phan Văn Đức, khống chế rất mềm mại, tỉa khe rất gọn gàng và vừa tầm. Không lùi được. Ê, ê, stop. Suýt nữa thì Sông Lam Nghệ An đã có bàn thắng mở tỷ số từ một tình huống tạt bóng ở bên phía cánh trái. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Người dứt điểm vẫn là Phan Văn Đức, cầu thủ thi đấu năng nổ và hiệu quả nhất trên hàng công của Sông Lam Nghệ An. Đó là một tình huống mà Văn Đức chỉ thiếu đi một chút may mắn thôi. Phan Văn Đức cũng chính là cầu thủ đang có bàn thắng duy nhất của Sông Lam Nghệ An cho đến lúc này của mùa giải. Bàn thắng ở trận đấu BKMX Bình Dương. Vẫn là Phan Văn Đức với những tình huống xử lý mềm mại và khả năng kiểm soát bóng tốt. Hầu như chúng ta không nhìn thấy Phan Văn Đức xử lý lỗi một tình huống nào trong trận đấu ngày hôm nay. Có thể điều phối rất tốt tuyến giữa của đội bóng áo vàng. Và tất nhiên đây là niềm hy vọng lớn nhất của Sông Lam Nghệ An ở thời điểm hiện tại. Phan Văn Đức đã trở lại, phải nói là đã chính thức trở lại với phong độ tương đối cao. Phan Văn Đức, Quang Tình. Đó là một tình huống phá bóng tốt của Bùi Tiến Dũng. Tốc độ của Phan Văn Đức
Phạm Việt Đức và Igor Jelic đảo người rất khéo, không được, không qua được Đình Hoàng. Khá nhịp nhàng, đó là pha lên bóng của FC Đà Nẵng. Phan Văn Đức, vẫn là Phan Văn Đức. Hồ Tuấn Tài và không chế bóng vào xoay người, dứt điểm sở trường của Hồ Tuấn Tài. Rất tiếc là pha dứt điểm vừa rồi bóng lại đi không trúng đích. Cuối cùng thì tấn công của Sô Lam Nghệ An vẫn phải dựa vào những cái tên nội binh mà thôi. Bộ đôi Phan Văn Đức và Hồ Tuấn Tài. Bóng đã hơi nảy lên trong thời điểm mà Hồ Tuấn Tài vung chân sút. Đình Đồng, đạo tướng Đình Đồng vẫn đang thi đấu rất bền bỉ và hiệu quả. Nguy hiểm, số C, không được. Trong tình huống này thì Tuấn Mạnh cũng đã chọn điểm rơi và ra vào rất hợp lý. Gustavo, không vào, không vào. Tuấn Mạnh đã rất dũng cảm bắt bóng ngay trong chân của một tiền đạo áo vàng. Và sau tình huống này thì thủ thành số 26 của FC Đà Nẵng đã bị đau. Đó là một tình huống mà bàn thắng đã rất gần với Sông Lam Nghệ An. Sose đã ham bóng và làm đau Tuấn Mạnh. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Pha đá phạt góc tốt, Gustavo đã bật lên và đánh đầu trúng bóng. Phan Văn Đức cũng đã gây áp lực khiến cho Tuấn Mạnh bối rối. Nhưng cuối cùng thì thủ thành mà áo số 26 của FC Đà Nẵng vẫn đã xử lý rất chính xác. Anh phản xạ tốt trong pha bóng đầu tiên và sau đó là một pha phản xạ nhanh và rất dũng cảm trong tình huống thứ hai khi rất hay. Pha không chơi bóng và xoay người Phan Đức. Cơ hội. Rất tiếc là pha nghiêng người xử lý cuối cùng của Phan Văn Đức thì lại không thành công. Trước đó là một loạt những pha xử lý mẫu mực, không chơi bóng, xoay người, bật tường trung lộ. Lần này thì Peter đã có một pha bật tường trả lòng rất nhạy cảm, vừa tầm và vừa vào khoảng trống mà Phan Đức di chuyển. Nhưng lúc này thì tình huống nghiêng người cứa lòng của Phan Đức thì lại không đủ độ sáy. Tuấn Tài, Phan Văn Đức, không được. Penalty, penalty cho Sông Lam Nghệ An. Trọng tài Trần Trung Hiếu ở một góc quan sát rất thuận lợi đã quyết định thổi penalty. Và người mang về quả penalty này cho Sông Lam Nghệ An chính là lão tướng Quang Tình. Khuôn mặt không thể hiện nhiều cảm xúc của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Sông Lam Nghệ An đã tăng tốc trong khoảng 5 phút vừa qua. Đây là một tình huống thực sự là không rõ ràng. Quang Tình đã rất tinh quái trong pha bóng này. Anh chủ động va vào đầu gối của Minh Tâm. Động tác ngã của Quang Tình quá khéo. Phan Văn Đức và Tuấn Mạnh, những người đồng đội ở đội tuyển quốc gia. Tuần trước Tuấn Mạnh cũng đã từng đẩy được một quả penalty trong loạt đấu súng với Thành phố Hồ Chí Minh. Rất hồi hộp. Phan Văn Đức, chính xác. 1-0 cho Sông Lam Nghệ An. Và cũng được bàn thắng cũng ghi ở phút thứ 73. Cũng khoảng thời gian này Phan Văn Đức đã từng ghi bàn vào lưới của BKM Bình Dương và mang lại 3 điểm trọn vẹn cho Sông Lam Nghệ An trong vòng đấu thứ hai. Và bây giờ vẫn là cái tên quen thuộc Phan Văn Đức mở tỷ số trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và FC Đà Nẵng. Một pha dứt điểm hiểm hóc và đã lừa được thủ môn Tuấn Mạnh. Đúng là Phan Văn Đức vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Sông Lam Nghệ An ở thời điểm hiện tại. Những lúc khó khăn nhất, những lúc mà Sông Lam Nghệ An cảm thấy bế tắc nhất thì vẫn phải là cầu thủ số 20 này lên tiếng.
Tuấn Mạnh bay về phía góc phải, còn Phan Văn Đức thì lại đá vào chính giữa. Rất bình tĩnh và lạnh lùng. Còn đây là niềm vui của huấn luyện viên Ngô Quang Trường. Peter, quá tệ, không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả phong độ của các cầu thủ tuyển đá ngoại bên phía Sông Lam Nghệ An.